Annie Wershing, diễn viên nổi tiếng Star Trek qua đời, để lại ba con nhỏ gây xót xa. Diễn viên Annie Wershing được biết đến qua nhiều vai diễn đình đám, trong đó có 24, Marvel Runaways và Star Trek. Ở tuổi 45, sau thời gian chiến đấu bệnh tật, nữ diễn viên qua đời để lại ba con nhỏ. Tờ Deadline đưa tin năm 2020, việc nữ diễn viên Annie Wershing phát hiện ung thư. Tuy nhiên, thời điểm đó, đại diện của cô nói không có gì thêm để chia sẻ về tình hình sức khỏe của Annie Wershing. Sau hơn 2 năm chiến đấu với bệnh tật, Annie Wershing đã qua đời ngày 29 tháng 1 ở Los Angeles, Mỹ, khi sắp bước sang tuổi 46. Thông tin được người phát ngôn của Annie Wershing xác nhận. Nữ diễn viên ra đi bỏ lại ba con nhỏ và một người chồng yêu thương cô hết mực. Nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội sau khi nghe tin Annie Wershing ra đi vì bạo bệnh. Nữ diễn viên được khán giả biết đến khi tham gia hàng loạt phim như Bruce Almighty, Star Trek Enterprise, Charmed, Supernatural và đặc biệt là vai đặc vụ FBI Renee Walker trong hai mùa của series 24 và các series phim thành công như Bosch, The Vampire Diaries. Ngay sau khi hay tin Annie Wershing qua đời, nữ diễn viên Eva Kadarin đã khởi xướng một chiến dịch trên GoFundMe để quyên góp nhằm hỗ trợ gia đình nữ diễn viên và hiện đã nhận được $100,000. Stephen Fulton, chồng của nữ diễn viên, nói với Deadline, có một lỗ hổng trong tâm hồn của gia đình hôm nay. Annie đã tìm thấy điều kỳ diệu trong khoảnh khắc đơn giản nhất. Cô ấy không cần âm nhạc để khiêu vũ. Cô ấy dạy chúng tôi đừng chờ đợi cơ hội mà hãy đi tìm vì nó ở khắp mọi nơi. Annie Wershing là nữ diễn viên nổi tiếng và cũng là một bà mẹ ba con gốc St. Louis. Cô bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh trong các bộ phim như Bruce Almighty và loạt phim như Star Trek, Enterprise, Charmed, Supernatural trước khi nhận được vai diễn định kỳ Renee Walker trong series 24. Nữ diễn viên xuất hiện trên 24 trong hai mùa trước khi đảm nhận một số vai diễn phim truyền hình khác trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm cả vai chính Sheila Brasher trong Bosch. Vào năm 2013, Wershing lồng tiếng trong bộ phim kinh điển The Last of Us của PlayStation. Từ đó đã tạo ra một loạt phim ăn khách cùng tên của HBO. Gần đây, cô đóng vai nữ hoàng Borg trong Star Trek Picard. Bạn diễn của cô, Abigail Spencer, chia sẻ một bài đăng đau lòng về người bạn trên Instagram. Annie Wershing là kẻ thù không đội trời chung của tôi trong Timeless. Đây là một mất mát nặng nề đối với chúng tôi. Cô ấy là trụ cột của nhiều chương trình yêu thích. Khi bạn cần ai đó đến để nâng cao cốt truyện phim hoặc cảm xúc của bạn, hãy gọi cho Annie. Điều này thật khó, Steve, không có lời nào. Gửi đến bạn và các chàng trai rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ. Neil Druckmann, đồng chủ tịch của Naughty Dog, công ty trò chơi đứng sau The Last of Us, đã viết lời tri ân của riêng mình tới Wershing trên Twitter. Tôi vừa biết tin người bạn thân yêu Annie Wershing qua đời. Anh viết, chúng ta vừa mất đi một nghệ sĩ và một người xinh đẹp, trái tim tôi tan nát. Những suy nghĩ của tôi giờ đây hướng về những người thân yêu của cô ấy. Vào cuối lời tri ân của mình, Druckmann đã chia sẻ một liên kết đến trang GoFundMe được tạo để hỗ trợ gia đình của Wershing. Nói về buổi gây quỹ, nhà tổ chức Eva Karadin viết rằng Wershing là một người kín đáo và việc chẩn đoán ung thư của cô vào mùa hè năm 2020 đã làm tăng thêm điều đó. Mục đích của buổi gây quỹ nhằm giúp gia đình nữ diễn viên chăm sóc ba người con nhỏ của cô. Annie Wershing và nam diễn viên Stephen Fulton kết hôn vào năm 2009. Đám cưới của họ được tổ chức tại nhà riêng ở Los Angeles, cả hai lần lượt hạ sinh ba con trai. Thông tin nữ diễn viên qua đời đã được chồng của cô Stephen Fulton, cũng là một diễn viên, thông báo trên trang cá nhân. Sự ra đi của Annie Wershing là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi, nhưng cô ấy đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp, niềm tự hào để lấp đi những khoảng trống đó. Các con của tôi sẽ luôn tự hào về mẹ của chúng. Tạm biệt vợ yêu, cũng là người bạn đồng nghiệp của anh.